Kỹ năng số 5 mà lúc nào tôi cũng nói, và trong điều kiện hiện nay các bạn mới thực sự là lãnh đạo, đó là kỹ năng phát triển con người. Đây là cái duy nhất để các anh chị có thể kiếm được sự trung thành của kẻ khác, cái duy nhất giữ được nhân tài, cái duy nhất để dụ nhân tài ở nơi khác về mà không cần quảng cáo, người ta gọi là thương hiệu tuyển dụng. Mày về đây lương mày ấy, bằng nửa chỗ cũ nhé, không về cút, vì chỉ có về đây thì mày mới phát triển được. Khi mày phát triển xong sau 10 năm thì mày không còn lương đâu con ạ, mày làm cha người ta. Người ta lấy cái này để dụ người khác, chứ không có ai người ta đi giải thẳng các bạn ạ. 35 thằng lên đỉnh Olympia có duy nhất có thằng về nước, bởi vì sang bên kia đói kém mệt chết, làm cất lực. Nhưng cái khốn nạn sau một vài năm thì nó làm cha người ta, vì nó phát triển được các bạn ạ. Vậy thì các bạn phát triển được nó mới không té. Thế là câu mà thường trực của nước ngoài, em biến vì ở đây không còn gì để học nữa. Đấy là nói lịch sử, tức là đời nó đến ngưỡng này. Cái gì ạ? Em chuyển sang bên kia, anh đừng quan tâm tới lương. Em sang với người ta vì thằng sếp, chứ không phải hẳn vì công ty, còn chắc chắn không phải vì lương, vì thằng đó nó phát triển được em. Còn các bạn cứ nghĩ hẹp hòi thế này, xem các bạn bảo lương mới lâu thì thôi, cái loại tôi nói. Cho nên làm lãnh đạo để đạt cái sự trung thành của họ, đặc biệt là cái lực lượng nhân sự 20%. Các anh chị không làm điều này, tôi đố các anh chị phát triển được công ty, đố phát triển được đệ tử của mình. Nhưng vấn đề chúng ta không bàn chuyện đó nữa, mà chúng ta bàn là làm thế nào để phát triển họ. Cái gì à? Nó là kỹ năng mà. Còn cái phần thuyết minh lợi hại thì có như mang tính rồi, đúng không? Nào, ý số 1, vai trò của kỹ năng này. Đấy. Cứ mỗi kỹ năng nó có một vai trò thì khi đó tổng ảnh hưởng của bạn sẽ là maximum, đúng không? Phát triển con người đó là vốn quý nhất của đời người lãnh đạo. Tôi xuống máy bay một cái thì vé là anh chẳng lo hết, xử lý mọi tình huống. Tôi xuống cái thằng lương là xe đón thầy đi bất cứ đâu. Thế đi sang Hà Giang thì nó chuẩn bị nó với thằng Phương, hai thằng vệ sĩ thật to. Tôi mà ngần đây tuổi, xong lại bỏ phần chuyên môn để đi lo cái này. Tôi phát triển nó chính là phát triển tôi. Và tôi có một cái vốn các bạn không có đâu. Mày đừng mang cái nhà, cái cửa ra đây. Ý số 1, người ảnh hưởng đến người khác để biến họ trở thành một nhà lãnh đạo tiếp theo. Như vậy thằng Trọng phải đẩy lãnh đạo chứ. Mà đã lãnh đạo thì phải nhận điện thoại, phải nhận quà Tết chứ. Thế sao lại là tôi? Biến nó trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo thì họ là nhà lãnh đạo toàn tài. Hơi bạn chưa tài thì mong bạn khiêm tốn một tí. Hôm nay cả đời tôi đi theo thằng lãnh đạo, sau 1 năm ngây ngô, sau 3 năm ngây ngô, đến năm thứ 4 tôi giật mình, hóa ra mình chỉ là cái thứ công cụ để hầu ước mơ của nó thôi, chứ nó không cho mình một tí ước mơ nào. Và chắc chắn tôi là mọi của nó mới là người. Cho nên cái vốn lớn nhất của con người nó nằm ở đó, chứ không phải lừa đảo người ta để lợi dụng người ta, các bạn ạ. Nhưng mày ảnh hưởng được người ta là mày giỏi rồi đấy. Nhưng cái ảnh hưởng ấy là ảnh hưởng của thằng lãnh đạo bị trộn mắt, mày dài hạn mày chết. Ở đây nó không liên quan tới khái niệm đạo đức, ở đây liên quan tới bản chất của vấn đề con người với con người. Nhớ nhé, đấy là gạch đầu dòng thứ hai. Tiếp tục xuống dòng, để phát triển con người các bạn không cần phải lý luận ở nhà, không có đâu mày tỏi. Để phát triển con người, người lãnh đạo, tôi chưa nói một kỹ năng này nhé, ý tứ nó có cả. Người lãnh đạo phải có 5 nguyên tắc bất di bất dịch như sau. Và chúng ta có các nguyên tắc biểu hiện bởi các dấu cộng sau đây. Nguyên tắc số 1,
dấu cộng thứ nhất. Thấy chưa? Thấy chưa? Phải hiểu giá trị con người. Nói sao có ông nào làm đâu. Chứ đừng có nói phát triển là cho nó cái nhà, cái cửa, cho nó tí kiến thức nhé. Nó cần nhất ấy, mày giữ giá trị cho nó. Hiểu giá trị con người. Hai chấm. Đây là yếu tố thái độ của nhà lãnh đạo. Đã có nhân viên thì thái độ của mày là mày phải hiểu giá trị của nó. Nó không phải là con vật. Mày chỉ cần chặt một tí thế mày chết. Tao có quyền ăn, tao có quyền nhận quà Tết, tao có quyền nói. Còn mày đúng im ấy, các bạn chết ngay lập tức. Tôi có thể thằng Trọng nó nhường, nhưng hãy coi nó là con người. Các bạn không làm được. Các bạn lên chức một cái, các bạn coi thằng bảo vệ là thấp kém hơn mình. Ở một trường mực khác, các bạn tự coi nó là con vật, bạn mới là người. Ở một góc nhìn khác, bạn cho nó là cái quyền bị xúc phạm, còn bạn được quyền đi xúc phạm. Các bạn vi phạm nguyên tắc một nghiêm trọng. Các bạn sẽ không phát triển được ai nếu bạn không tôn trọng người khác. Người khác là thằng ăn trộm, người khác là cái thằng tào lao. Bạn đối xử với người ta đúng với cái nó đang có. Cái đang có là cái tào lao. Bạn chết ngay. Bạn hãy đối xử với nó theo cái nó sẽ trở thành. Tức là coi như nó không có cái nhược điểm. Đấy mới là phát triển người ta. Thấy chưa? Vì rốt cuộc nó chưa hoàn thiện vì nó thiếu học. Nó chưa hoàn thiện vì nó trẻ con. Nó chưa hoàn thiện vì nó lệch hết. Nhưng hãy đối xử với nó không phải như nó đang có, thì bạn hiểu được giá trị của con người. Bạn không tưởng tượng được cái niềm tin động viên ấy nó trở thành thằng tốt bất cứ lúc nào. Nhưng các bố không học là một, các bố học cũng không đem làm là hai. Giống cộng thứ hai, bạn muốn phát triển con người, kỹ thuật tôi chưa nói, nhưng mà trong mọi kỹ thuật nó phải xuyên những cái nguyên tắc căn bản này. Nguyên tắc hai, tận tâm. Hai chấm. Tận tâm được hiểu là đây là vấn đề thời gian. 7 năm chưa ăn thua đâu các bạn ạ. Tôi đặt cái mốc 15 năm vì tôi còn sống. Vậy thì bạn phải tận tâm trong suốt 15 năm đó. Không bao giờ mà người được phát triển mà nó cảm ơn bạn bởi một nhát, một phát đâu. Không có. Nguyên tắc bạn chân thật. Hai chấm. Chân thật được hiểu đây là nguyên tắc có yếu tố tính cách. Bạn phát triển người ta dưới một giọng lưới khéo mồm, nhưng bản chất là lợi dụng, mày thua rồi. Mọi hành vi của mày trông rất cảm động, nhưng thực ra không phải, nó nhận ra này. Nguyên tắc thứ tư, tí nữa chúng ta tung đòn phát triển người ta, nhưng phải tôn trọng các nguyên tắc này. Đó là tiêu chuẩn phải đạt. Hai chấm. Đây là vấn đề của tầm nhìn. Mày giúp tao, mày phát triển tao, nhưng mày phát triển theo chuẩn nào? Phát triển cách gì? Có cái thằng phát triển còn không biết thì phát triển cái gì? Ok. Và tao không cho mày phát triển theo chuẩn Việt Nam, chắc chắn. Tao không để cho mày phát triển chuẩn châu Á, chắc chắn. Mày phải đạt được chuẩn châu Âu 7 phẩm chất bằng mọi giá phải làm. Thế thì cái chuẩn của mình ấy, nó phải rõ ràng thì mới phát triển người ta được. Nó có nguyên tắc rồi, và nguyên tắc cuối cùng cái gì ạ? Đó là có khả năng, tiêu chuẩn xong rồi nhé, có khả năng lan tỏa tiêu chuẩn đó đến người khác. Mày chỉ đạt đến mày thôi thì mày không có thành lãnh đạo con được. Và tha hồ mình dở thủ đoạn để giúp nó. Nhưng thủ đoạn đó là thủ đoạn, nhưng mà trong mọi thủ đoạn nó đều phải chứa 5 nguyên tắc đó. Vậy thì bạn lấy 5 nguyên tắc này, bạn về bạn
bạn dạy con bạn đi, bạn phát triển nó đi, chứ không phải phát triển bằng cách gọi cho cô giáo đúng ít tiền để lấy điểm 9. Bạn giết con bạn đi. Bây giờ bạn đọc lại đi, bạn không hiểu giá trị con người con bạn. Nó 3 tuổi bạn phải tôn trọng nó, chứ đừng nói nó 15 tuổi. Cái thứ hai, bạn không tận tâm, bạn chỉ tận tâm cái lúc bạn có tiền xong, sau qua sau lại. Cái thứ ba, bạn không chân thành. Các chị à, nhiều khi bạn giúp nó bởi vì nguyện vọng của bạn chứ không phải nguyện vọng của nó. Cái thứ tư, cuối cùng nó bảo thích theo bố thì con phải sống theo chuẩn nào. Mà con thấy bố dạy con mà chẳng hiểu cuối cùng để làm gì. Tao cần mày 7 chuẩn, mày cầm mồm với lại, tao sẽ dạy mày từng tí một. Và cái cuối cùng các bạn thử xem nó là chị, nó có lan tỏa được đến thằng em. Các chị à, nếu nó lan tỏa được, các bạn đã tạo ra được một lãnh đạo con rồi. Như vậy đấy là nguyên tắc của sự phát triển nhé, của người khác nhé. Và các bạn quên đi một cái là các bạn đi phát triển người ta, nhưng thực ra các bạn không biết làm nào cả. Thấy chưa? Và các bạn làm rất tận tâm, nhưng mà làm có toàn cái tào lao thôi, vì nó không có nguyên tắc. Và nếu không, bạn chỉ nói phát triển con người là bạn nói thôi. Để phát triển được thì hành vi cụ thể nó là cái gì, đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta giảng về nguyên lý ấy, lãnh đạo cấp độ 4 là lãnh đạo phát triển người ta, ắt người ta trung thành. Nhưng phát triển thế nào thì nên là phiên bản này, được chưa? Và để phát triển tức là triển khai năm nguyên tắc này, các bạn về áp dụng cái con các bạn này không, các bạn có phải Trường Doanh Nhân PR.